Để triển khai nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn ban chỉ đạo xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, Bộ Công thương và Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức buổi họp bàn giao nhiệm vụ thường trực ban chỉ đạo và tổ giúp việc ban chỉ đạo của chính phủ xử lý 12 dự án yếu kém thuộc ngành công thương. Sau khi Bộ Công Thương tiến hành bàn giao ủy quyền đại diện sở hữu nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, theo quy định tại Nghị định số 131-2018 NDCP vào cuối năm 2018, thì việc bàn giao vai trò thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của Chính phủ xử lý 12 dự án yếu kém thuộc ngành công thương theo quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sẽ tạo điều kiện để Ủy ban Quản lý vốn nhà nước thực hiện tốt quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với các tập đoàn, tổng công ty đã được chuyển giao từ Bộ Công Thương sang Ủy ban Quản lý vốn đồng thời tạo thuận lợi trong phối hợp giữa ủy ban với bộ công thương và các bộ ngành trong việc tiếp tục xử lý các dự án này. Với nhiệm vụ được giao theo chức năng nhiệm vụ và theo phân công ban chỉ đạo của chính phủ, hai cơ quan cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy quá trình xử lý dứt điểm các dự án, đảm bảo theo đúng lộ trình và phương án xử lý đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt.